Trời đất ơi, mày làm cái gì vậy? Mày đứng dậy coi. Bây giờ mày nghe tao nói là mày phải cứu tao. Dạ mẹ, con nghe mẹ nói, nhưng mà mẹ làm ơn mẹ đứng dậy giùm con cái, con còn chai tơ mà mẹ quỳ trước quán như kỳ lắm đi á. Giữa sáng giữa quán giữa xá mà làm cái gì vậy trời? Người ta còn chai tơ mà làm cái gì quỳ quỳ trước mặt người ta? Sao vụ vậy? Mấy bữa trước á, có người ẹt tao vô cái group trên mạng xã hội. Còn sao? Rồi nói là kêu tao xem mấy cái link sản phẩm gì đi rồi người ta hoàn tiền về. Mày biết tao rồi, tao đâu có dễ tin vậy, mấy cái đó tao không tin. Nhưng mà cái tao thử. Không tin mà thử. Thì thử coi có sao, tại vì kiếm được tiền mà. Cái cuối cùng tiền về thiệt mày ơi. Tính tới nay là tao cũng được có 500 rồi đó. Rồi sao? Rồi thì tụi nó cứ gửi link cho tao sao hoài vậy đó. Thì tao thấy bữa đó nó nhắn cho tao cái link gì đâu mà lời được 40%. Cái tao đang lời của tụi nó 500 mà. Cái tao thấy gì tao đập 500 nó vô. Vậy mà chiều tiền về thiệt mày ơi, tụi nó chuyển cho tao gần 1 triệu luôn. Rồi sao? Rồi xong rồi tụi nó cứ gửi lệnh cho tao, kêu tao xe lên gửi qua gửi lại gì đó. Cái tới đầu kia cái nó không trả tiền về đúng không? Không phải vậy, không phải là không trả, mà tại vì tao bỏ vô 15 triệu. Cái nó nói họ là phải nạp vô 60 triệu mới rút ra cái 15 triệu kia được. Rồi sao? Có nạp không? Thì tao nạp vô 60 triệu. Sao nữa? Xong rồi nó nói là phải thêm một cái lệnh cuối 60 triệu nữa mới rút ra hết được. Rồi sao nữa? Mà mày biết lúc đó tao làm gì còn tiền nữa đâu. Cái... không nạp đúng không? Không phải. Cái tôi đi mượn tiền xã hội. À chú, mượn tiền nóng xong rồi mày nạp vô để mày rút tiền hết luôn. Mày chơi lớn vậy luôn. Thì rút tiền ra rồi trả lại cho tụi nó. Xong rồi cái nó nói tao phải nạp thêm một cái lệnh cuối cùng nữa. Mà cái lệnh cuối cùng tới 80 triệu. Tao biết mà, tao biết mà. Rồi giờ làm sao? Dạ. Đừng nói mà qua đây mà mượn tao 80 triệu để mày nạp vô nha. Mày cứu tao nha, mày cho tao mượn 80 triệu tôi đi. Mày có điên không? Nè, tao nói mày nghe mà đừng giận. Sao mà mày có thể tưởng tượng được là mày nạp 60 triệu vô để mày rút 15 triệu ra vậy? Mày biết không, là tao cũng lưỡng lự, tao nghĩ là người ta lừa đảo. Nhưng mà trong khi mà tao đang suy nghĩ lưỡng lự á, thì có một đứa kia nó rút tiền về được. Chung với cái lệnh của tao luôn. Ê, giờ nói mày ngu mà có tự ái không vậy? Trời ơi, mày nghĩ sao vậy? Mày đi, mày nạp vô 60 triệu để mày rút ra 15 triệu. Cái chuyện đó là cái chuyện quá vô lý rồi. Nó nói tới đó thôi là biết là mất 15 triệu rồi. Thôi bỏ mẹ nó 15 triệu đi. Không phải đâu, có mấy đứa trong group nó rút tiền được rồi. Tại bây giờ tao không đủ vốn. Mày làm ơn mà cho tao mượn 80 triệu đó thôi, là tao đặt vô cái lệnh cuối thôi. Tao nói mày nghe nè, mấy cái người mà rút được rồi là toàn là tụi nó không đó. Tụi nó trong đó tụi nó chim mồi cho mày thấy là ừ, người ta rút được tiền xong mày nạp tiền vô đó. Không có đâu. Cái này là mày bị lừa rồi. Thiệt, tao khuyên mày đi báo công an đi. Chứ mày càng nạp tiền vô là càng mất tiền đó. Bạn bè với cái quần què gì. Gặp khó khăn mày không giúp đỡ tao. Ê, cái quần tao còn nguyên nha, không què nha. Dẹp mẹ đi. Ê, bỏ đi nha, mày đừng có nạp tiền vô, mày ngu quá. Trời ơi, sao mà lớn già cái đầu rồi mà. Đó, anh thấy không? Em kể hết trơn rồi đó, anh thấy con bạn em nó dở không? Trời ơi, bạn mày tham á, tham thì thâm á chứ. Dụ người ta bị lừa hà rầm mà nó vẫn bị lừa. Bởi vậy, ê mà tụi nó hay nha. Tụi nó nắm bắt tâm lý xong rồi tụi nó lùa đồ thấy ghê lắm. Chứ không hay sao lừa được tụi bay. Nó là nó đánh vô tâm lý mấy người tham á, xong nó đủ, nó tung chiêu thức, nó tung chim mồi các kiểu, xong rồi bắt đầu mày bị cuốn theo. Trời ơi, bị lừa vài chục trăm triệu là bình thường. Ừ đúng rồi, ở trong mấy cái group đó ha, có nó gài người của nó vô, nó trời ơi mình rút được tiền rồi, cảm ơn mọi người, mình rút được tiền rồi, cảm ơn mọi người. Bởi vậy ai ở trong đó không ham. Ê mà có cách nào lấy lại tiền không? Cách gì? Đợi công an điều tra cái gì, tụi nó làm đường dây chứ làm nhỏ lẻ đâu. Bắt cả lũ chứ sao bắt một hai người được. Ồ. Mà mày cũng đừng cho con bạn mày mượn tiền. Mày càng cho càng hại nó đó. Chắc em có tiền để cho nó mượn. Trời ơi, em thừa biết là cho nó mượn tiền là nó càng ngày càng lún sâu vô. Mà giờ nó mượn em 80 triệu tiền đâu ra, giờ bán thận cho nó hay gì? Đi đâu đây em gái? Dạ, dạ em dạ anh Minh. Mày có quên cái gì của tao không? Tiền của bố mày đâu? Dạ anh Minh ơi, em sao mà dám quên gì anh? Chứ tại bây giờ em kẹt quá à. Em chưa có xây tiền kịp. Cả gốc lẫn lãi là 100 triệu. Chừng nào mới trả tao? Nói. Anh thư thư cho em vài bữa được không? Chứ thiệt là em muốn trả tiền cho anh lắm, nhưng mà tại vì em kẹt quá. Lâm, bây giờ tao cho mày cơ hội cuối cùng. Từ giờ cho tới cuối tuần, mày mà không trả đủ tao, tao sẽ gặp gia đình, tới công ty của mày, ba mẹ mày, đồng nghiệp của mày phải trả nợ cho mày, nghe chưa?
Trời ơi anh Minh, anh làm gì đây chết em rồi. Trời ơi, em làm đi công ty rồi ba má em nữa. Bây giờ sao ta? Rồi. Bây giờ anh cho em 3 ngày. Đúng 3 ngày em gửi hết lại cho anh nha. Đây là cơ hội cuối cùng của mày. Mày không trả được tao thì coi chừng tao, nghe chưa? Dạ, dạ. Nhớ đây. Dạ. Trời ơi, em cảm ơn. Đi can. Ai đó? Ê trời. Ô, xin chào. Cười, cười cũng khỉ. Bữa kêu bạn bè những cái quần què, nay xách đồ qua đây đùm đề lên chứ đây. Tại bữa tao rối quá cho nên tao mới nói vậy, giờ qua xin lỗi mày nè. Thôi mệt quá, quá anh em không à. Thôi đâu xin lỗi. Rồi sao vụ mày sao rồi? Tao báo công an rồi, tao nghe lời mày đó. Mà thôi tự nhiên mày nhắc tới chuyện đó làm chi, giờ bữa nay tao mua đồ qua hai đứa mình nhậu. Đỡ, nhậu nhậu. Vô. Rồi lâu lắm rồi hai đứa mình mới nhậu lại không? Ê. Mà hỏi thiệt hay không? Rốt cuộc là mày có dứt được với tụi nó chưa? Thiệt luôn á. Tức á. Thời tới là tức thêm nữa. Tao đã nói với mày 1002 lần rồi là tao đã báo công an rồi. Nghĩ là giờ rồi báo công an là một chuyện mà tiền bạc còn liên quan tới tụi nó không? Thì xong rồi mới có tiền mua bia qua nhậu với mày nè. Hiểu không? Trời ơi thằng này. Rồi vậy ok, bạn bè tao lo cho mày mất tiền mất bạc thôi chứ có gì nữa. Vô. Rồi vô. Nói nhiều quá, nói nhiều, uống đi. Thì sao cái bia này nay nó nặng nặng kỳ kỳ quá. Mày ngồi uống. An. Uống mấy lon xỉn mày. Ừ xỉn. Ê. 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 Thường ngày hai anh em của nó đeo vàng dữ lắm mà. Sao cất ở đâu hết rồi ta? Kỳ vậy ta, ngoài phòng khách cũng không có, phòng ngủ cũng không có. Rồi rốt cuộc tụi nó giấu tiền với vàng ở đâu? Nhức đầu dữ trời. Trời ơi, sao hai cái tay dính lại rồi? Ê, sao tôi dính hai cái tay lại sao? Mày chối tao hả? Sao mày chối tao? Nói. Tiền với vàng của hai anh em mày để ở đâu rồi? Giờ mày lấy điện thoại ra mày lên Google, mày search, mày hỏi thử là tiền với vàng của anh An Vinh để đâu, nhiều khi Google biết à. Mày đừng có giỡn mặt với tao nha, mày nói lẹ lên. Tiền vàng để ở đâu? Tao cho mày biết thì tao đã vô đường cùng rồi, thì cái chuyện gì tao cũng dám làm nha. Nha. Ô bạn bình tĩnh bạn. Từ từ nói, mình chơi nhau lâu rồi, có gì từ từ bình tĩnh nói, bỏ cái ly xuống thì nói chuyện. Cứu tôi với. Mày im. Cứu tôi với. Là có ai nghe đâu mà sợ. Thôi. Bình tĩnh đi, đừng có manh động. Mày báo công an từ khi nào vậy hả? Từ cái lúc mà bắt đầu mày lục lọi trong nhà anh em tụi tao. Mày đi kiếm tiền, kiếm vàng là tao đã báo rồi. Tao để thử coi mày làm cái gì. Mà tao không ngờ là mày chơi lớn như vậy luôn. Anh em bạn bè mà mày chơi tao vậy hả Sa? Anh. Nè. Hai người đừng có bước qua đây nha. Hai người mà bước qua một bước là tôi đập bể cái đầu đó. Rồi. Bỏ cái ly xuống đi trời. Tuổi còn trẻ mà. Sao một ly là đi một dặm đó. Cuộc đời của tôi đã quá nhiều sai lầm rồi. Tôi không thể quay đầu được nữa. Trước sau gì cũng chết. Con này không có biết sợ gì nữa đâu. Đúng rồi. Một mình mày chết mà mày đâu có sợ. Lúc mà mày chết một mình mày á là mày khỏe thân mày rồi. Mà mày đâu có nghĩ cho ba mẹ của mày. Còn ba mẹ mày thì sao? Lúc mà mày chết rồi hay mày ở tù á là hai bác như thế nào? Ai chăm lo cho hai bác? Mày chỉ biết có một mình mày à, đủ ích kỷ. Bỏ cái ly xuống đi. Con đường làm lại được. Sai mình sửa được. Đừng có để sai rồi quá sai. Mày nói như vậy là người ta còn cơ hội hả? Bỏ cái ly xuống đi. Tin tao.
Cởi trói, cởi trói. Nhức cái tay quá. Dắt nhẹ nhẹ thôi, trời ơi trời. Trói chặt dữ. An ơi, tao xin lỗi mày nha. Tao không nghĩ là tao có thể làm được những chuyện như vậy với mày nữa. Tao cũng không có trách mày. Tao biết là mày vô đường cùng rồi mày mới phải làm như vậy. Nhưng mà tao nói thiệt nha, cái gì á đời còn dài lắm, đừng có lún sâu vào những chuyện sai trái này nữa. Và cũng đừng bao giờ tin á là những cái đồng tiền ở trên trời rớt xuống là sẽ có thiệt. Không có đâu. Tiền mình làm ra mình ăn còn không hết mà. Có làm thì mới có ăn chứ, đúng không này? Ừ, không làm rồi có ăn, chỉ có ôi, ăn cơ. Ừ, vô đó thôi. Thì ăn cái gì đó, quên rồi. Thôi bạn, lỡ rồi, cố gắng cải tạo tốt rồi về làm lại từ đầu nha. Chắc em có tiền để cho nó mượn. Trời ơi, em thừa biết là cho nó mượn tiền là nó càng ngày càng lún sâu vô. Mà giờ nó mượn em 80 triệu, tiền đâu ra giờ bán thận cho nó hay gì?